gặp bất công. Mãn hạn tù, khi nghe bên tai mấy tiếng lạ lùng, mày được tự do. Thật là những phút không ngờ, khó tả đối với văn van di ăn. Một tia sáng chói lòa, thứ ánh sáng thật sự của người sống đột nhiên chiếu vào tâm hồn anh. Khốn nổi, chẳng bao lâu tia sáng ấy lại mờ đi. Ban đầu văn van di quả thực đã quán mắt khi nghĩ mình được tự do. Anh tin tưởng một cuộc đời mới nhưng anh lại thấy ngay giá trị của kẻ mang tờ giấy thông hành vàng. Ngay từ phút đầu ấy đã có bao nổi chua cay. Anh đã nhẩm tính số tiền để dành suốt thời gian ở tù thế nào cũng phải đến 171 phơ răng. Phải nói cho đúng là tính như thế anh không khấu trừ những ngày Chủ nhật và ngày lễ bắt buộc phải nghỉ, 19 năm tức phải trừ mất đi ngót 24 quan. Dù sao, số tiền ấy đã bị khấu đi nhiều khoản thu linh tinh, chỉ còn 109 phơ răng 15 xu lúc anh ra tù người ta đem tính trả cho anh. Anh chẳng hiểu tại sao lại chỉ còn có thế và đinh ninh là mình bị ngắt ngọn, hay nói toạt ra, bị đánh cắp. Hôm sau ngày được tha, đến gơ rác, anh thấy trước cửa xưởng cất nước hoa cam người ta đang dở những bao hàng to, anh lại xin làm giúp. Việc đang cần, người ta đồng ý ngay. Anh bắt tay vào việc. Anh thông minh, người khỏe và lanh lợi, lại làm hết sức nên người chủ ra dáng bằng lòng. Một người lính sen đầm đi ngang qua, thấy anh đang làm, để ý, dừng lại hỏi giấy. Xong lại tiếp tục làm việc. Trước đó, anh có hỏi thử đám phu làm như thế tiền công mỗi ngày được bao nhiêu, họ cho anh biết là 30 xu. Tối đến, anh đến tìm người chủ xưởng để xin lĩnh tiền công vì hôm sau phải lên đường sớm. Hắn chẳng nói năng gì, xỉ cho anh 25 xu. Anh đòi thêm, hắn bảo, mày mà được bấy nhiêu là tốt quá rồi anh này nữa hắn lường và bảo liệu không lại vào nhà đá một lần nữa anh cho mình đã bị đánh cắp xã hội nhà nước bớt tiền của anh là ăn cắp mẻ to bây giờ đến lượt cá nhân ăn cắp của anh từng mẻ nhỏ phóng thích chưa phải là giải thoát và ra tù chứ không ra khỏi hình phạt đó ở geras anh đã gặp câu chuyện như thế còn đến bên người ta đối xử với anh như thế nào chúng ta đã biết